Nga. Ơ, anh Bình. Ừ, hai bác đi vắng à? Sao sang sớm thế? Đã hẹn là 10 giờ cơ mà. Này, định điều tra xem nhà bố vợ tương lai sắm sửa gì đấy hả? Đâu, sợ nhà không có người dọn dẹp nên anh sang giúp. Chưa phải lúc, cứ đợi đấy nhá. Đây còn xét, qua vòng gửi xe khéo còn còng lưng vì cuốc đất đấy nhá. Rất hân hạnh. Này, anh nói thật nhé, các cụ huy động sang trước dẹp đám đấy, xem là có trai lạ nào đứng dựng barrier để thu tiền làm đường không đấy. Đầy, có sức mà cản không? Mang cả tiểu đội qua mà cản nhá. Đây biết thừa, không phải dọa. Xóm mới đã làm gì có ma cũ. Dao thì đã có mang đây, nhưng mà đây là dao mổ gà nhá. Tính vi. Nhưng em nói cho mà biết nhá, không đến lượt đụng dao đâu. Gà vào nồi từ hôm qua hết rồi. Thảo nào, mới đến đầu xóm đã thấy khói lên. Bịa, đun gà lấy đâu mà khói, chém thì cũng phải có lý chứ. Thi vị một tí. Hình ảnh bếp quê luôn gắn liền với lũy tre xanh, cộng rơm vàng, khói bếp và chàng nàng ngồi tâm sự nhưng tay lại lùi khoai nướng. Thôi, lại sang chủ đề thơ ca rồi. Một sợi rơm vàng với hai sợi vàng rơm. Giờ thì tình yêu là quán gió công viên, chứ làm sao có được tình yêu rơm dạ. Bình tĩnh, em là cứ phải bình tĩnh. Nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết rằng: rơm dạ ơi, ta trở về đây. Cô hàng xóm vặn tay bồng tay bế, bàn tay ấy có lần ta chạm khẽ. Thuở phải lòng nhau, nào dám gì đâu. Được rồi, thế em đố anh biết nhá. Bếp rơm ngoài chuyện thi vị khoai nướng còn chuyện gì không? Khó nhỉ. À, hay là chuyện chuyện ông bố bắt được hai tên gián điệp trong đống rơm đang ấy đúng không? Em phục tài tưởng tượng của anh rồi đấy. Có ai đến kìa em? Để anh ra mở cửa xem. Thôi, để em. Chưa đến lượt anh đâu. Cậu Hà. Vào nhà đi cậu. Dạ, em chào chị. Bố mẹ em bảo hôm nay bên nhà anh Bình sang có lời với hai bác. Em sang trước xem hai bác và chị có gì sai bảo không. Tư tưởng lớn gặp nhau rồi đây. Anh cũng đang vậy đây này. Dạ. Mà cậu giờ là quan chức, công to việc lớn như thế mà nghĩ được như vậy là quý hóa lắm đấy. Ê, quan chức gì đâu anh. Cái chân trưởng phòng địa chính cũng là phục vụ nhân dân thôi mà. Mà em nói thật nhé, không gần gũi, sâu sát với nhân dân thì làm sao giải quyết công việc hiệu quả được, có phải không ạ? Đúng rồi đấy. Anh Bình ơi, hình như các bác đến rồi anh ạ. Có ai không nhỉ? Anh có xem nữa các bác. Hình như các bác đến rồi đấy. Bố mẹ ơi, nhà anh Bình đã sang rồi đấy. Vâng. Chuyện của các cháu bàn như vậy là cũng hòm hòm với ông Trung nhỉ? Dạ. Nào, bây giờ mới có cái thời gian ngắm nhà mới của ông bà đây. Dạ vâng. Cơ ngơi nhà mình giờ khang trang quá. Ôi trời ơi, mát mẻ thoáng đãng thật đấy. Trắng bù cho cái ngày còn ở xóm bãi, ông Trung nhỉ? Dạ vâng. Cũng may hai bác ạ. Dạ. Ngày ấy, nhà nước là giải tỏa dân xóm bãi để xây dựng đường dây 500 kV. Vâng. Nghĩa là phải bỏ lại hết nhà cửa, vườn tược để ra khu tái định cư. Vâng. Bà nhà tôi là cứ tiếc ngần tiếc ngơ. Vâng. Lại có mấy nhà ôm được cục tiền đền bù, sắm xanh thì hoang phí. Vâng. Cứ nghĩ sắp thoát được cảnh ruộng đồng. Đấy, sai lầm tai hại đấy ông ạ.
có ở đâu thì cũng phải ao chuông vườn tược thì nó mới cơ bản. Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Ngày ấy nhìn thành quả gây dựng mấy chục năm từ ngày các cụ, nói thật là cũng tiếc lắm. Vâng. Được cái bà nhà tôi cũng căn cơ, hai vợ chồng với các cháu quyết gây dựng lại cơ nghiệp theo mô hình vườn ao chuồng. Lại được thằng cháu Hà, kỹ sư nông nghiệp tư vấn giúp, quy hoạch chuồng trại, ao chuông bài bản, vừa hiệu quả, vừa tránh được ô nhiễm khu ở. Ôi, thế thì quý hóa quá rồi cần gì. Thế thì nhất bác rồi còn gì nữa. Chả bù trong xóm chùa chỗ tôi, tiếng là đất màu, nhà cửa ruộng vườn đã quy hoạch ổn định mà môi trường thì kém quá ông ạ. Vâng. Đấy, tôi cũng đang tính sắp tới giải tỏa cũng ra ngoài này. Vâng. Mua đất làm vườn cùng gia đình bác. Đúng đấy ạ. Trước sau gì thì các cháu nó cũng cùng một nhà, tiện cả đôi đường phải không ạ? Dạ, ông nhà tôi là cứ quyết học theo mô hình của hai bác với cháu Nga đấy ạ. Vâng. Được như vậy thì còn gì bằng. Ông bà cứ thu xếp ra ngoài này. Dạ. Bước đầu có gì khó khăn chúng tôi sẽ hỗ trợ. Vâng. Như vậy là sắp tới xóm chùa cũng vào quy hoạch. Mà sao tôi không nghe nói nhỉ? Thế cái dự án gì thế? Dạ. Cũng là xây dựng đường dây truyền tải điện đấy ạ. Hà ơi, Hà. Dạ. Con ra đây bác hỏi chút chuyện. Thưa hai bác, đây là thằng cháu Hà, con cậu em họ, làm trưởng phòng địa chính huyện. Để tôi hỏi xem nó có thông tin về dự án không. Vâng. Bao giờ thì triển khai? Vâng. Dạ, cháu chào các bác ạ. Chào cháu. Có chuyện gì mà các bác sai bảo cháu đấy ạ? Hà này, bác vừa nghe nói đâu như lại sắp có dự án xây dựng đường dây truyền tải điện qua xóm chùa, đúng không hả cháu? Hà này, cháu nghe có thông tin gì không? Bao giờ thì triển khai? Mà cái mức đền bù thế nào hả cháu? Thế nào hả cháu? Hai bác ở trong ấy cũng đang ổn định, nhưng nếu phải di rời thì cũng muốn biết sớm, còn chủ động để tính toán cháu ạ. Thế có cái gì không hả cháu? Dạ, thưa hai bác, dự án xây dựng đường dây truyền tải điện qua xóm chùa ấy ạ, đã họp với các trưởng thôn để triển khai phổ biến đến từng hộ dân. Phải đấy. Nhưng cho bác hỏi nhá, có đền bù như là cái đợt giải tỏa bên xóm bãi nhà bác Trung không hả cháu? Khác nhiều chứ ạ. Đường dây truyền tải điện qua xóm chùa là đường dây 220 kV. Còn đường dây qua xóm bãi đợt trước là đường dây 500 kV. Cháu bảo là khác, lại khác nhiều. Vậy là thế nào? Khác thế nào hả? Bác thấy hôm đội khảo sát đến làm việc, vẫn những cái chú giàu trước ấy. Cơ bản là quy chuẩn hành lang an toàn lưới điện khác nhau, nên sẽ dẫn đến sự khác nhau trong thiết kế hạ tầng, giải phóng mặt bằng các bác ạ. Thế cháu nói cụ thể xem thế nào? Dạ. Cháu nói đi. Dạ vâng ạ. Thưa các bác, luật điện lực năm 2004 và nghị định 14/2014 NDCP quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện đã nêu rất rõ rồi ạ. Nhà ở, công trình xây dựng được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp 220 kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy. Thứ hai, không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp. 3. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại, không nhỏ hơn 6 mét. Ôi dồi ôi, thế là không di rời hả cháu? Khác với cái đường dây qua xóm bãi trước đây, thế hả? Dạ, đường dây qua xóm bãi là đường dây truyền tải điện 500 kV. Vì vậy, quy chuẩn về hành lang an toàn lưới điện cũng nghiêm ngặt hơn. Mọi công trình, nhà ở dân sinh trong khu vực hành lang an toàn đều phải di rời ạ. Phức tạp quá. Phức tạp quá ông ạ. Mà như vậy là dù không phải di rời, nhưng mình muốn sửa chữa, cải tạo nhà thì cũng không được thoải mái như trước đây, chú nhỉ? Dạ, đúng vậy đấy ạ. Việc xây mới thì ngoài việc đảm bảo kỹ thuật xây dựng, còn phải đảm bảo những tiêu chuẩn của luật điện lực, nhất là về chiều cao. Thêm nữa, ngoài vật liệu làm mái lợp, tường bao phải là vật liệu không cháy, thì các kết cấu kim loại của nhà ở,
công trình còn phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất ạ. Trời ơi, nghe cháu nói bác ủ hết cả tai. Tốt nhất là cháu xem như thế nào giúp gia đình bác được đền bù. Bác ra ngoài này mua đất làm hàng xóm nhà bác Trung. Đúng rồi. Đúng phải đấy. Nhiều người cũng muốn gắn bó, ngại thay đổi, muốn ở chốn quen nơi cũ. Nhưng riêng gia đình bác Chí, cháu xem tư vấn thế nào để hai bác được đền bù, di rời ra ngoài này ở cùng với bác. Đúng rồi. Lại tiện sau này anh Bình chị Nga có cháu nhỏ còn qua lại nhờ cậy hả? Đấy. Điều này thì khó bác ạ. Sao lại khó? Việc bồi thường các công trình, tài sản buộc phải di rời thực hiện dự án lưới truyền tải điện quốc gia do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định cơ các bác ạ. Bác cũng hiểu là vậy. Bao giờ thì cái chuyện đền bù giải tỏa thường thì mọi người không mong muốn. Dạ. Nhưng là chỗ thân tình, sắp tới cũng là con cháu trong nhà. Bác cũng nói thật với cháu thế này. Môi trường trong xóm chùa hồi này ô nhiễm nặng nề quá cháu ạ. Ô nhiễm nặng lắm cháu ạ. Lại nữa, sắp tới ở ngay dưới cái đường dây điện cao thế, bác quả thực là bác lo cháu ạ. Sợ lắm cháu ạ. Ôi giời ơi, người già các bác mù tịt cái khoản điện đóm. Đúng. Nhưng nghe người ta bảo là ở dưới cái đường điện cao thế lâu ngày là hay bị gì ông nhỉ? Bị ù tai. Đúng rồi, đấy. Bị ù tai, chóng mặt, đấy. Hoa mắt, nhức đầu, sợ lắm cơ. Sợ lắm cháu ạ. Bác ơi, bác cứ bình tĩnh, không có chuyện đó đâu bác ạ. Ôi giời, nhiều người bảo thế đấy. Về mặt môi trường thì đúng là mật độ dân xóm chùa thời gian qua tăng, mà các công trình tiêu thoát, cấp nước xuống cấp nhiều. Xuống cấp nhiều lắm. Khoản này sắp tới, huyện đã có kế hoạch đầu tư cải tạo. Lại nữa, tới đây một con đường liên thôn bê tông hóa sẽ được mở rộng để xe tải cỡ lớn có thể đi lại phục vụ việc thi công dự án đường dây 220 kV. Ôi giời ơi. Sau đó con đường sẽ phục vụ chính nhu cầu đi lại của chúng ta. Vậy hả cháu? Dạ vâng ạ. Đường ấy đẹp chẳng kém đường trước nhà mình đâu bác ạ. Còn chuyện nhiễm từ, nhiễm điện thì cháu xin nói như thế này ạ. Cháu nói rõ xem nào. Cường độ điện trường luôn được các đơn vị truyền tải điện quản lý chặt chẽ và có quy chuẩn rất rõ ràng. Các máy đo, phòng thí nghiệm luôn rà soát, đảm bảo các thông số ở trong ngưỡng cho phép. Các bác không thấy, công nhân ngành điện họ sống cả đời vì nghề. Nếu không đảm bảo, làm sao họ trụ vững được? Bố mẹ, bác Trung và cậu Hà nói chuyện gì rôm rả thế? Đang bàn chuyện anh chị đấy. Chuyện dự án đường dây 220 kV sắp tới đi qua xóm chùa phải không ạ? Đúng cháu rồi. Cháu thấy không phải di rời lại hay đấy ạ. Đường bê tông hóa sẽ chạy sát nhà, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Có đường, có điện, môi trường chắc chắn sẽ được cải thiện. Kế hoạch trồng rau và chăn nuôi theo mô hình gáp của con sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bố và mẹ cứ giao cho chúng con việc này. Số vốn tích góp xây nhà cho bọn con, các cụ ra ngoài này mua đất, dựng nhà, ở cùng bố mẹ Nga cho vui. Anh Bình là tính chuẩn rồi đấy. Lại đúng với chiến lược quy hoạch vùng nông sản sạch của huyện mình. Nếu anh có dự toán hợp lý, ngân hàng chính sách còn hỗ trợ cả vốn nữa đấy. Cơm nước xong rồi ạ. Con mời bố, mời hai bác và anh Hà xuống dùng cơm ạ. Mình xuống đi. Chị Nga, anh Bình. Dạ. Em nói thật nhá, sao anh chị đồng thanh tương ý vậy? Cậu nói vậy là sao? Là vì cả hai đều gọi bố mẹ của nhau là bác. Ha 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 ha